Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi tiền bằng Valutomat tại Ba Lan các bạn nhé. Thì khi các bạn sang đây để du học hoặc là làm việc thì các bạn thường mang theo một cái khoản tiền, và tiền này thường là tiền đô la hoặc là tiền euro, thì các bạn có thể chuyển đổi nó sang thành tiền Ba Lan, hoặc là đôi lúc các bạn có nhu cầu chuyển từ tiền Ba Lan mà các bạn đi làm thêm các bạn kiếm được sang thành tiền euro hoặc là tiền đô la để các bạn nộp học phí cho trường, thì chúng ta có thể sử dụng cái phần mềm này. Các bạn để ý giúp mình cái từ khóa là Valutomat, sau đó các bạn sẽ vào CH Play hoặc là App Store, chúng ta sẽ đánh cái từ khóa là Valutomat vào cái phần phía bên trên cái thanh tìm kiếm đó các bạn, thì chúng ta sẽ gõ vào đó nhé. Rồi sau khi các bạn gõ xong thì các bạn nhấn nút tìm kiếm, và cái ứng dụng CH Play hoặc là App Store sẽ hiển thị ra cái logo màu xanh của Valutomat, các bạn hãy chọn cài đặt nhé. Chúng ta sẽ click vào cái nút là cài đặt để chúng ta cài cái ứng dụng này. Thì cái ứng dụng này cũng khá là nhẹ thôi, các bạn tùy theo tốc độ mạng mà các bạn đang sử dụng thì nó sẽ cài nhanh hoặc chậm. Trong thời gian cài đặt thì các bạn nhớ đăng ký kênh nhé, và nếu như có khó khăn gì trong quá trình sử dụng các bạn có thể comment phía bên dưới, mình sẽ trao đổi thêm với các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công cái ứng dụng Valutomat. Bây giờ mình sẽ chọn mở cái ứng dụng này ra. Thì các bạn thấy không ạ? Nó có cái biểu tượng V-kép và có cái nền xanh. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ cho cái ứng dụng này khởi động xong thì chúng ta sẽ tạo ra một cái tài khoản mới. Và nếu như các bạn sử dụng Gmail thì các bạn sẽ sử dụng nó rất là dễ dàng. Bây giờ các bạn thấy không ạ? Nó có nút Sign In và có nút Create Free Account. Các bạn sẽ click vào nút tạo ra một cái account mới, và các bạn sẽ điền giúp mình vào đây là cái địa chỉ email các bạn nè, và sau đó là cái mật khẩu. Rồi chúng ta sẽ nhấn accept và chúng ta nhấn continue nhé. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo ra một cái tài khoản bằng cái địa chỉ email này. Rồi chúng ta sẽ nhấn continue. Rồi sau đó thì các bạn hãy mở cái trình duyệt web ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại di động. Các bạn vào trong cái địa chỉ email mà các bạn vừa nhập vào đó, chúng ta sẽ click vào cái đường link mà Valutomat đã cung cấp cho các bạn nhé. Thì ở đây thì mình sẽ truy cập ở trên cái máy tính của mình để mình confirm lại cái địa chỉ email mà mình đã đăng ký với Valutomat. Rồi sau khi các bạn đã click confirm ở trên trên cái ứng dụng trên cái Gmail của các bạn đó, thì chúng ta sẽ quay ra, chúng ta sẽ chọn sign in các bạn nhé. Sign in thì ở đây các bạn sẽ nhập giúp mình lại cái địa chỉ email và cái mật khẩu mà các bạn đã dùng cho cá nhân thì các bạn chọn là Conto Individual, còn nếu các bạn là công ty thì chúng ta sẽ chọn là Conto Firmove nhé. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ điền từng thông tin một. Thứ nhất là email nè, là tên, các bạn sẽ điền tên nhé. Các bạn cố gắng điền tên đầy đủ thông tin mà giống như là cái tên mà các bạn đã đăng ký cho tài khoản ngân hàng các bạn nhé. Các bạn cố gắng điền đầy đủ hết tất cả thông tin nhé. Navisco là họ, thì các bạn sẽ điền đầy đủ cái họ của các bạn vào đây. Rồi đây là cái quốc gia thì chúng ta sẽ chọn là Việt Nam. Nếu các bạn mà sinh ra quốc gia khác thì chúng ta sẽ chọn quốc gia khác. Các bạn để ý giúp mình là chúng ta bắt đầu bằng chữ V kép nha, Việt Nam là nó sẽ bắt đầu bằng chữ V kép. Rồi Cry Eurozenia là chúng ta chọn Việt Nam luôn. Rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn giúp mình là đánh đầy đủ cái tên đường và số nhà. Vị trí này các bạn sẽ đánh tên đường số nhà nhé. Mình sẽ ví dụ thôi. Đây, mình ví dụ một cái địa chỉ ảo như thế này ha. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn là ở đây thì ở đâu, các bạn biết Valutomat thông qua cái gì thì các bạn chọn nào cũng được, ví dụ như là thông qua Facebook hay là gì đó. Rồi ở đây thì các bạn giúp mình điền cái số điện thoại của các bạn vào, thì cái số điện thoại này sẽ là cái số điện thoại để các bạn nhận nhận tin nhắn luôn nhé. Bạn điền xong á, các bạn sẽ nhận được một cái tin nhắn tới điện thoại. Các bạn hãy nhập đầy đủ cái tin nhắn 6 con số mà các bạn nhận được á. Chúng ta sẽ nhập đầy đủ vào đây nhé. 0 2 0 2 5 6. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn sang tiếng Anh đi các bạn ha, để cho nó dễ hơn. Hồi nãy mình quên nói các bạn có thể nhìn cái góc phía bên trên á, góc bên tay phải phía bên trên thì chúng ta có thể chọn được cái ngôn ngữ. Thì sau khi các bạn chọn ngôn ngữ xong thì cái giao diện các bạn sẽ thay đổi nè.
Ví dụ ở đây thì các bạn sẽ phải chọn một số cái thông tin. À, ví dụ các bạn sẽ chọn yes nè. Đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân nè. Cái này là yes nè. Chọn yes nhé. Rồi tất cả cái này chúng ta sẽ chọn yes hết. Sau đó các bạn sẽ nhấn continue. Rồi, thì như vậy là chúng ta đã tạo xong một cái tài khoản Valutomat rồi đó. À, nhưng mà bây giờ các bạn sẽ chưa thể nào chuyển đổi tiền tệ ngay được. À, khi các bạn vào được cái giao diện này thì các bạn hãy click chuột vào cái My Valutomat ở đây. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có bốn cái mục đúng không ạ? My Order, Invoice, Bank Accounts và Personal Data. Thì các bạn sẽ phải click cái đầu tiên đó là Personal Data. Rồi, trong cái Personal Data đây nè, các bạn sẽ cần phải nhập đầy đủ các thông tin và kiểm tra lại một lần nữa. Ví dụ là full name nè, rồi citizenship nè, country post. Nếu các bạn muốn thay đổi thì chúng ta sẽ nhấn nút change. Nhấn nút change ở đây để chúng ta thay đổi các bạn nha. Chúng ta nhấn nút change ở đây để các bạn thay đổi. Các bạn lưu ý nè, là cái tên của chúng ta như thế nào, chúng ta đăng ký tài khoản ngân hàng như thế nào thì chúng ta cố gắng chúng ta đánh cái tên y như thế luôn. Ví dụ như các bạn đi đăng ký tài khoản ngân hàng có hai chữ thôi, chữ Tùng và chữ Lê, thì các bạn đánh ở đây là Tùng Lê nhé. Còn nếu như các bạn có đầy đủ tất cả các chữ họ rồi chữ điểm rồi tên thì các bạn cần phải nhập đầy đủ các thông tin, và các address các bạn cũng cố gắng sử dụng các address mà các bạn đã đi đăng ký tài khoản ngân hàng. Ví dụ các bạn sử dụng ngân hàng Millennium, các bạn sử dụng ngân hàng Bankbank hoặc là Ponska gì đó thì các bạn sẽ cần phải nhập những cái thông tin nó gần giống như vậy. Và một cái phần rất là quan trọng đó là các bạn sẽ phải điền cái identification card, là cái tài liệu mà liên quan chứng minh mình đó. Thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng hộ chiếu. Các bạn sẽ click vào nút change chỗ đây nha các bạn. Chúng ta sẽ chọn là passport. Nếu bạn nào mà có thẻ tạm trú thì chúng ta sẽ chọn là residence card nè. Còn nếu các bạn không có, chúng ta sẽ chọn passport. Sau đó các bạn sẽ nhập passport vào đây và các bạn sẽ nhập ngày hết hạn của cái passport vào đây. Cái này các bạn cần phải nhập chính xác nha. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn nhấn nút save lại. À, đó thì đó là cái đầu tiên nha. Cái vấn đề này rất quan trọng luôn, các bạn cần phải để ý, đó là các bạn phải nhập được cái số passport vào đây nhé. Rồi sau khi mà các bạn đã nhấn nhấn xong hết rồi, điền đầy đủ rồi thì các bạn giúp mình ở phía bên dưới là send a document. Các bạn thấy cái chữ send a document các bạn thấy không ạ? Thì cái này các bạn sẽ cần phải gửi cái gì? Các bạn phải chụp hình cái hộ chiếu của các bạn với cái độ phân giải tốt nhất, rõ nhất và đầy đủ bốn góc của cái của hai cái trang mà các bạn có cái hình hình của các bạn ở trên hộ chiếu. Thì thường là nó sẽ có một trang là trang chữ ký nè và một trang là trang đầy đủ thông tin của các bạn đúng không? Thì lúc đó các bạn sẽ cần phải chụp thật rõ cái hình đó và các bạn chọn vào cái phần này các bạn gửi nhé. Các bạn phải upload được cái hình ảnh mà các bạn có trong cái hộ chiếu đó, đầy đủ tất cả thông tin luôn, vì cái Valutomat này nó chống rửa tiền các bạn, do đó các chúng ta cũng cần phải gửi cho họ đầy đủ cái thông tin về cái hộ chiếu của mình. Nếu như các bạn gửi với cái chất lượng kém quá thì họ sẽ email ngược lại và họ sẽ thông báo là cái tài liệu mà các bạn gửi cho chúng tôi nó không đáp ứng được, các bạn hãy gửi lại lần nữa đi. Thì cá nhân mình cũng làm phải làm 5-6 lần mới thành công được, và cái lần cuối cùng thì thật sự là mình phải scan bằng cái máy scan. Chứ còn mà mình chụp hình á thì đôi lúc đó là mình không giữ cái cuốn hộ chiếu nó thẳng á thì nó cũng không được. Các bạn phải chụp thật rõ và đầy đủ bốn cái góc của cái quyển hộ chiếu của chúng ta. Cái trang mà có hình và trang có chữ ký các bạn nhé. Rồi ok, sau đó các bạn nhấn close. Tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào bank account. Bank account là chúng ta sẽ kê khai những cái tài khoản ngân hàng ở đây. Thì chúng ta khi các bạn sử dụng thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ thường có ba cái loại tài khoản. Thứ nhất là tài khoản tiền Ba Lan, tiền rua đúng không ạ? Thứ hai là các bạn sẽ có cái tài khoản USD là tài khoản đô la Mỹ, và các bạn sẽ có tài khoản Euro. Thì chúng ta sẽ thông thường chúng ta sẽ khai báo cả ba cái tài khoản này luôn để khi mà chúng ta chuyển từ tiền đô á, thì nó sẽ chuyển sang một cái loại tiền nào đó mà chúng ta muốn, thì chúng ta cần phải khai báo hết tất cả những cái tài khoản này. Ok, để khai báo một cái tài khoản ngân hàng thì các bạn sẽ nhấn vào nút Add your account. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn là cái loại tiền tệ đầu tiên nhé. Tiền tệ thì các bạn sẽ chọn giúp mình là một là cái tài khoản của các bạn nó là tiền rua.
hai là tài khoản các bạn là tiền Earn, và ba là tài khoản các bạn là tiền USD. Thì thông thường nếu như các bạn sử dụng Millennium hay là Bank Account thì các bạn sẽ có đầy đủ những cái tài khoản này. Ok, rồi sau đó thì các bạn sẽ nhập giúp mình cái ngân hàng, các quốc gia của ngân hàng, ví dụ là Poland. Sau đó chúng ta sẽ nhập cái số account các bạn vào đây nhé, cái số account nhé, và sau đó thì chúng ta sẽ điền cái địa chỉ address vào đây. Và các bạn giúp mình chọn cái I express my consent đầy đủ cái dòng cuối cùng đó, các bạn sẽ chọn add account. Thì ở chỗ này mình có muốn các bạn lưu ý giúp mình trong cái phần address thì các bạn cần phải nhập thật đúng cái địa chỉ mà các bạn đã đăng ký với nhà băng, vì cái Valuetomat này nó sẽ so sánh cái tài khoản của các bạn và tài khoản trên nhà băng các bạn là nó có giống nhau không, cùng địa chỉ hay không. Nếu như các bạn sai á thì các bạn sẽ cần phải gửi email cho Valuetomat để hỏi họ coi là mình sai ở chỗ cái địa chỉ nào, và chúng ta sẽ phải hiệu chỉnh lại. Hoặc các bạn có thể gọi điện thoại trực tiếp, các bạn nói bằng tiếng Anh với họ cũng được, thì họ sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn đang bị sai cái ký tự nào, cái địa chỉ nào trong cái tài khoản của các bạn thì bạn cần phải sửa lại. Rồi sau khi các bạn add đầy đủ ba cái tài khoản là tiền Ba Lan, tiền Euro và tiền USD thì chúng ta sẽ có thể sử dụng được cái việc là trao đổi tiền giữa các cái loại tiền mà chúng ta đang có. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái tài khoản khác để mình thực hiện cái việc đổi tiền cho các bạn xem thử nhé. Ok, bước tiếp theo đó các bạn, thì các bạn sẽ cần phải nạp cái loại tiền các bạn cần chuyển vào trong cái ứng dụng Valutomat. Thì các bạn sẽ chọn cho mình cái menu là Wallet, thì sau đó các bạn sẽ chọn Wallet Status. Thì trong cái Wallet Status này nó sẽ hiển thị tất cả những cái loại tiền mà các bạn đang có. Ví dụ như là tiền hiện giờ là trong cái ví của mình là cái ví USD á, là mình có 3.000 chẳng hạn, thì mình cần nạp thêm, thì các bạn có thể chọn vào cái Operation chỗ này và các bạn sẽ chọn là Deposit USD. Thì sau khi các bạn chọn Deposit USD thì các bạn cần phải chọn là cái số tiền mà chúng ta cần nạp vào là bao nhiêu. Tương tự như vậy, nếu mà các bạn cần nạp vào tiền Yuan rồi sau đó các bạn chuyển sang tiền đô la Mỹ thì các bạn sẽ cần phải chọn cái chỗ là cái menu là chỗ cái tiền Ba Lan đó, chúng ta sẽ chọn Operation chỗ đó và chúng ta sẽ chọn Deposit vào đó nhé. Rồi thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ chọn Deposit. Ví dụ ở đây nha, tiền đô nhé, mình sẽ chọn Deposit vào đây. Ví dụ là mình điền vào đây, ví dụ là một mình cần nạp vào là 100 đô chẳng hạn, sau đó chúng ta sẽ nhấn Continue. Rồi ở đây thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn khác nhau. Thứ nhất là các bạn sẽ chuyển I will make the transfer myself. Thì đây là cách mà mình mà nghĩ là các bạn nên sử dụng. Các bạn không nên sử dụng những cái chức năng bên dưới khi các bạn nạp tiền đô hoặc tiền euro vào nha các bạn. Vì khi các bạn sử dụng Select 24 hoặc là Visa thì nó sẽ tự động nó đổi từ tiền đô sang một cái khoản tiền khác đó. Thì mình nghĩ là chúng ta không nên, mà chúng ta sẽ chuyển khoản. Thì làm sao để chuyển khoản? Thì bây giờ các bạn sẽ lựa chọn cái chỗ mà Select Payment bằng USD á, các bạn sẽ chọn cái ngân hàng tương ứng. Các bạn có thể tìm kiếm ở đây, ví dụ là Millennium, mình chọn là Millennium. Thì trong cái Millennium này nè, các bạn sẽ thấy là nó sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách để mà nạp tiền vào. Thì các bạn sẽ cần phải chuyển tới cái số tài khoản này PL981160 này, và các bạn sẽ đánh cái tên người nhận là Current One SA, địa chỉ tương tự và số tiền là bao nhiêu, và cái transfer name nghĩa là cái title, cái tiêu đề mà các bạn chuyển tiền là các bạn cần phải copy đúng cái này, các bạn bỏ vào cái ngân hàng Millennium, cái ứng dụng Millennium mà lúc các bạn chuyển tiền đó. Mình lưu ý với các bạn cần phải chọn đúng cái nguồn tiền các bạn cần chuyển. Ví dụ ở đây mình nạp tiền đô thì các bạn chọn đúng cái tài khoản đô để các bạn chuyển. Các bạn đừng có sử dụng cái tài khoản Yuan rồi các bạn chuyển sang đô đó, thì lúc đó là các bạn sẽ bị tính cái phí chuyển tiền ở cái phía Millennium. Do đó khi chúng ta chuyển tiền đô vào đây thì chúng ta phải chọn cái nguồn chuyển vào nó là đô la luôn, nó phải chính xác như thế. Bây giờ mình sẽ quay ra nhé. Mình tương tự như thế, ví dụ như là mình cần nạp vào đây tiền tiền Ba Lan đi, thì mình sẽ chọn Deposit ở đây, và ở đây thì mình cũng sẽ chọn số tiền mà mình cần nạp vào. Ví dụ mình cần nạp vào 100 Yuan chẳng hạn, sau đó mình nhấn Continue. Rồi tiền Yuan thì mình nghĩ các bạn nên sử dụng Select 24 hoặc là Blink, hai cái thằng này thì nó tốt hơn.
Và ví dụ các bạn chọn Click chẳng hạn, rồi sau đó các bạn sẽ chọn Go to Payment, thì các bạn chỉ cần nhập cái mã Click và lúc đó các bạn có thể nạp được tiền vào tài khoản rồi. Thì sau khi các bạn nạp xong tiền vào tài khoản á, thì rất là dễ, các bạn sẽ chọn giúp mình cái Exchange in my wallet. Thì cái chỗ này nè, các bạn sẽ có thể đổi được cái tiền, ví dụ như là mình cần đổi, ví dụ như là để xem mình xem ví dụ như là mình cần đổi 2 đô, mình 2 đô la nhé. Ví dụ mình cần chuyển tiền từ tiền đô la sang tiền Ba Lan chẳng hạn. Ở đây mình làm ví dụ nên mình chọn một cái khoản rất là ít. Thì ở đây nó sẽ có hai cái sự lựa chọn. Một là bây giờ các bạn sẽ đổi luôn với cái tỷ giá là 3,6987, tức là 1 đô la mình sẽ đổi được 3,6987 euro. Còn nếu các bạn chọn outright là các bạn có thể đặt một cái tỷ giá ở đây, ví dụ các bạn chờ là 3,75 thì các bạn nhập vào đây 3,75, thì lúc nào cái tỷ giá thị trường nó lên được 3,75 thì nó mới đổi. Còn không thì nó sẽ vẫn giữ cái giao dịch đó và nó chờ đợi thôi. Còn hiện giờ ví dụ mình chọn là current luôn, thì sau đó chúng ta sẽ chọn next step nhé. Rồi, sau khi chọn next step xong thì các bạn sẽ nhấn confirm. Đấy, như vậy là mình đã đổi được từ tiền đô la sang tiền rua thành công rồi các bạn. Rồi, cái bước tiếp theo nữa đó là khi mà các bạn đổi tiền thành công rồi, các bạn sẽ cần phải rút tiền ngược từ cái ứng dụng Valutomat về cái tài khoản ngân hàng các bạn. Thì các bạn sẽ phải làm sao? Thì bây giờ các bạn sẽ thấy cái phần rua của mình ở đây nè, PLN nè, nó có 7,37 rua đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chọn Operation ở đây và chúng ta sẽ chọn là Withdraw chỗ này. Đó, các bạn sẽ chọn cái menu thứ hai từ trên xuống đó. Rồi sau đó các bạn sẽ lựa chọn cái tài khoản mà các bạn muốn nhận tiền. Thì như khúc đầu video á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta add tất cả những cái tài khoản của chúng ta vào. Thì các bạn sẽ chọn chọn ở đây, ví dụ ở đây mình có hai cái tài khoản này chẳng hạn, thì mình sẽ chọn một cái tài khoản để mình nhận về. Rồi ví dụ mình lấy hết tất cả, ví dụ mình có 7,37 đô thì 7,37 rua, mình lấy hết về. Sau đó mình sẽ nhấn continue nhé. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục mình nhấn confirm. Nếu như các bạn cần phải điền cái SMS đó, thì các bạn hãy mở cái điện thoại ra và kiểm tra 6 cái con số mà họ gửi cho các bạn. Và chúng ta sẽ nhập những cái con số đó vào đây. Rồi mình chọn confirm nhé. Như vậy là mình đã thực hiện xong tất cả những cái thao tác từ việc cài đặt Valutomat. Rồi sau đó chúng ta sẽ đăng ký tài khoản, chúng ta nạp tiền vào, rồi chúng ta chuyển tiền giữa các loại tiền tệ và các bạn có thể rút tiền về luôn ha các bạn. Thì cái ứng dụng Valutomat á, thì nếu các bạn sử dụng lần đầu thì nó sẽ hơi khó một chút, nhưng mà nếu như các bạn sử dụng thành thục rồi thì nó sẽ là một cái ứng dụng rất là tốt cho các bạn trong cái việc đổi tiền. Thay vì chúng ta cứ cầm tiền mặt, tiền giấy chúng ta đi ra Canto, thì các bạn có thể giao dịch trực tuyến như thế này và trong vòng khoảng thông thường thì mình nghĩ là khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ là từ lúc mà các bạn ra cái lệnh rút tiền về á, là các bạn sẽ có tiền trong tài khoản ngân hàng. Thì như thế nó sẽ nhanh hơn, tiết kiệm thời gian cho chúng ta đi lại. Một cái nữa rất quan trọng đó là cái tỷ giá Valutomat thường nó sẽ tốt hơn cái tỷ giá ở cái những cái địa điểm Canto ở trên đường. Thì cái này thì nó sẽ có tỷ giá tốt hơn. Ngoài ra nếu các bạn muốn chuyển trực tiếp giữa các tài khoản đó, thì mình thấy có một cái ngân hàng, đó là ngân hàng Bankbiết ở Ba Lan, thì họ cũng cho chuyển với một cái mức giá rất là tốt, nó không có bị quá thấp so với thị trường. Chúng ta khi đổi tiền, ví dụ từ tiền đô sang tiền Ba Lan, thì chúng ta không có bị lỗ nhiều. Thì các bạn có thể nghiên cứu thêm nhé. Ok, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip này. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Và nếu mà giai đoạn đầu mà các bạn sử dụng Valutomat có gì khó khăn thì các bạn có thể comment phía bên dưới. Nếu mà mình biết được thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chào tạm biệt.